Hi. Các bạn ơi, hôm nay là mình đã tới ngày thứ 14 của Multity One đó các bạn. Các bạn nhanh chóng tham gia các bạn. Các bạn chỉ cần tải app rồi subscribe cái Multity One ở trên Lip app á. Rồi mỗi ngày tập á, chúng ta check-in vậy là chúng ta sẽ tiết kiệm được 10.000 dành cho từ thiện nữa các bạn. Tập cùng nhau tập nha các bạn.